Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lần đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ vận trình của những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, tuổi Ất Sửu có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp xui xẻo, đầy đủi, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ, tuyệt thân. Đối với những người tuổi Ất Sửu trong tháng 2 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày 12 tháng 2 âm lịch, tức ngày 24 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 2, tức ngày mùng 5 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, tích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 2 năm 2021, tức ngày 17 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 2, tức ngày 29 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Bình Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 2, tức ngày mùng 10 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu 1985 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Ất Sửu 1985, mệnh Hải Trung Kim, là người tính cách sôi nổi nhiệt tình. Cuộc sống của họ cũng luôn bận rộn với rất nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người yêu quý và giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc. Tuổi trung niên, mọi sự đều ổn định, từ sự nghiệp tới gia đình đều không có gì phải lo lắng nhiều.
Vậy nên họ có tuổi già, an nhàn, hưởng phúc lộc trời ban. Trong vận mệnh người tuổi Ất Sửu có thể một đôi lần gặp phải tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới, họ cần đặc biệt cẩn trọng. Nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình, nữ giới cũng không nên bầu bạn với đàn ông đã có vợ để không vướng phải nguy cơ trở thành người thứ ba. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm, là người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trong mọi vấn đề nên thường chậm chạp, nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống và có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của các tuổi Ất Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn nghe theo ý kiến của mình dù được nhiều người có kinh nghiệm nhắc nhở. Tân âm kim gặp Sửu âm thổ là thực thần, nghĩa là thân bị dính xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Ất Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Trong tháng này, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc khiến họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Đối với những người đang làm kinh doanh, sự may mắn tài lộc đang đứng về phía bạn. Bạn sẽ có thể đạt được tài lộc, nhưng bạn phải để ý đến các vụ trộm. Cởi an toàn ở nhà chặt chẽ, cố gắng tránh đi làn đường tối. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì người tuổi Ất Sửu cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Ất Sửu dự đoán rằng những người sinh năm 1985 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Hơn nữa, kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực. Đừng để một vài hành động quá khích làm mất quan điểm, làm mất điểm trong mắt của bạn. Đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt của đồng nghiệp. Đặc biệt, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Sửu nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, tử vi có cho thấy tuổi Ất Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong tài lộc. Bạn sẽ nhận được thu thập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Hơn nữa, người tuổi Ất Sửu rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo, tạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy vậy, bản tính phóng khoáng, chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu. Cho nên bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì mới có thể để ra được. Để may mắn thành công, các gia chủ Ất Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1985. Bạn có thể phải lòng ai đó và cần nắm bắt cơ hội. Hai bạn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Với những người không phù hợp, hãy nhất quyết từ chối không liên quan.
bởi điều đó chỉ tốn thêm thời gian và tiền bạc của bạn. Đối với những người đã có gia đình thì cảm xúc của bạn lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai để giữ gìn hòa khí. May mắn trong tháng này, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể một chuyến du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Ất Sửu. Tháng này, sức khỏe của người tuổi Ất Sửu không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra bất trắc. Ngoài ra, bạn cần đảm bảo chắc chắn có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi, cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên ông sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh và vui vẻ được. Để tăng cường sức khỏe, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, hộ thân, tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Vòng tam giác khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn tuổi Ất Sửu trong tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Quý anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.